Thực ra Legacy xin chào, như các bạn có thể thấy ở trên vai mình đang đeo là một chiếc Lucky. Chiếc Lucky này là Lucky mới và đã được cải tiến hoàn toàn về phần dây đeo, giúp bạn dễ linh hoạt hơn trong khi đeo vai hoặc có thể đeo chéo. Và hôm nay, mình là Linh Chi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao có thể tháo lắp được chiếc dây đeo này để mình có thể linh hoạt sử dụng trong hàng ngày nhé. Đây sẽ là dáng túi Lucky khi mà các bạn nhận được hàng. Sẽ có hai phần quai như thế này. Đây sẽ là một phần quai chính của sản phẩm. Phần quai chính và đây sẽ là phần quai tăng giảm để các bạn có thể điều chỉnh độ dài cũng như là có thể đeo vai trong trường hợp mà các bạn cần thiết. Và đây sẽ là hình ảnh của một chiếc túi xách khi mà đeo lên trên người. Mỗi một phần quai thì đều được Legacy đục rất là nhiều cỡ để có thể điều chỉnh theo độ dài mà các bạn mong muốn. Phần này có một phụ kiện Legacy có tên gọi là nấm. Nấm sẽ có tác dụng cố định lại những cái phần dây điều chỉnh theo kích cỡ mà các bạn mong muốn. Đây sẽ là phần nấm và khi mình muốn điều chỉnh, các bạn vui lòng tháo cái phần nấm này ra giúp mình. Trong khi tháo thì các bạn sẽ thấy một cái lỗ rạch. Legacy nhận được rất là nhiều phản hồi khách hàng hỏi rằng là tại sao cái này lại bị rách? Đây có phải liệu là bị rách không? Thì đây sẽ là không phải bị rách nha các bạn. Đây sẽ là cái phần lỗ được rạch. Rạch như thế này để khi mà các bạn tháo ra và lắp vào, nó sẽ có diện tích để mình có thể điều chỉnh. Nó sẽ dễ dàng hơn. Trong trường hợp không có lỗ này thì các bạn hoàn toàn không thể cài hay tháo ra được. Nó sẽ làm nấm cố định. Cái này thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh được này. Mình sẽ bật một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Sau khi tháo ra thì chúng ta được hai phần như này, một là phần lỗ và hai là phần nấm. Các bạn có thể điều chỉnh phần lỗ, lựa chọn làm sao phù hợp với chiều cao hoặc là cơ thể, kích thước mà các bạn mong muốn. Với mình thì mình sẽ lựa chọn ở mức này. Sau khi điều chỉnh, các bạn sẽ được một đoạn dây dài hơn như thế này. Và đây sẽ là cách mà chúng ta có thể đeo chéo với sản phẩm Lucky. Điểm cải tiến mới của Lucky lần này đó chính là phần dây tăng giảm. Với phần dây này, các bạn có thể hoàn toàn tháo ra và mình sẽ lựa chọn được một cái sản phẩm có phần quai xách ngắn như thế này. Và đây sẽ là cách hướng dẫn để các bạn có thể điều chỉnh cái phần quai này nhé. Và đây là toàn bộ sản phẩm với hình ảnh dây dài. Trong trường hợp mình muốn đeo chéo sẽ có những điểm cần lưu ý như sau. Đầu tiên là phần đỉa ở nằm tại quai dài và đây sẽ là phần đỉa nằm tại quai phụ. Phần đỉa này sẽ có tác dụng gì? Đỉa sẽ là tác dụng chịu lực cho toàn bộ phần dây, giữ cho phần thân túi được thăng bằng cũng như là mình có thể đeo được ở trên người. Đĩa này thì có thể di chuyển được, cho nên trong trường hợp mà các bạn tháo ra sẽ rất dễ dàng bị rơi. Và hãy lưu ý đặc biệt điểm này cho Legacy, bởi vì trong trường hợp các bạn mất, Legacy hiện tại chưa có thể bổ sung hay là cung cấp cho các bạn thêm lại một chiếc đĩa mới. Và việc thực hiện tháo quai sẽ như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ tháo phần nấm lên ra trước. Nấm cũng sẽ là một trong những cái điểm các bạn cần lưu ý để mình có thể lắp lại sau khi mà mình đã tháo dây ra hoàn toàn. Sau khi tháo được nấm ra xong, các bạn sẽ vặn lại nấm. Nấm sẽ có hai phần phụ kiện. Một là phần đầu nấm và hai sẽ là phần chân nấm. Sau khi tháo ra, để tại vị trí mà mình có thể nhìn thấy được. Tiếp theo, đây sẽ là hai phần da được nối với nhau bởi một cái khoen. Khi đó các bạn sẽ rút phần dây dài ra. Mình sẽ tháo phần dây dài ra như thế này. Tách rời hai cái dây ra. Sau khi tháo ra thì mình sẽ được một phần quai ngắn như thế này. Đây cũng sẽ là phần đỉa và phần nấm. Các bạn thao tác và thực hiện tương tự. Tháo nấm ra. Rút đỉa ra. Ngay sau khi rút ra, các bạn sẽ được một phần quai như thế này. Và hãy nhớ giúp mình luôn, bấm ngay lập tức phần nấm này lại để giữ cho cái đỉa không bị rơi mất. Và đây sẽ là đoạn da nối. Các bạn có thể tháo ra như thế này. Và đây sẽ là công đoạn cuối cùng để các bạn có thể thực hiện thành một chiếc túi đeo ấm. Bước đầu tiên, hãy dùng cái phần đuôi của dây lồng vào phần khoen D, cài lên và mình sẽ nhét phần dây vào phần đỉa. Các bạn sẽ rút ra như thế này, đỉa. Và để cố định được phần dây quai, các bạn sẽ cần phải sử dụng tới nấm. Đầu tiên, phần chân nấm mình sẽ lắp ngược vào phần mặt dưới. Đây là phần chân nấm, lắp ngược vào phần mặt dưới. Phần đầu nấm lật ngược lại sẽ thấy có một cái đinh. Các bạn sẽ phần cài cái phần nấm vào phần đinh này, cố định thật chặt. Sau khi hoàn thành sẽ được một phần quai như thế này. Và sau đó đây sẽ là phần quai mà các bạn có thể sử dụng được để cài và cố định lại. Mình sẽ lựa chọn mức này. Và sau khi cài, các bạn sẽ rút lại phần dây, điều chỉnh lại, thít lại nấm và sẽ hoàn thành được một phần túi đeo quai như thế này. Và đây sẽ là hình ảnh của một chiếc túi đeo vai các bạn nhé. Và đó chính là cách Legacy sử dụng cho các bạn để có thể điều chỉnh từ một chiếc túi đeo chéo thành một chiếc túi đeo vai hoặc là xách tay như thế này. Các bạn hãy thử làm và phản hồi lại với Legacy nha.
Thật ra Lê Cát xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.